Xin kính chào quý vị. Chúng tôi Kimberly Hồ, Phó Thị trưởng thành phố Westminster và Tổng Giám đốc Công ty Dược Mỹ phẩm Apogee. Nhân dịp xuân về, Kimberly xin kính chúc quý đồng hương, quý lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quý bậc trưởng thượng một năm mới, an khang thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc. Chúc mừng năm mới! Muốn có tác động tâm lý, xã hội và ảnh hưởng thanh thiếu niên trong giai đoạn tuổi dậy thì làm cho các em thiếu tự tin. Nhiều trẻ em bị mụn không chịu đi học dẫn đến kết quả học tập kém. Có em bị trầm cảm, thích cô lập, không muốn kết bạn và để tóc dài để che mặt. Nếu con em quý vị đang bị ảnh hưởng vì mụn, xin liên lạc ngay bác sĩ Kimberly để mang lại sự tự tin cho các em. Abuje by Dr. Kimberly, phương pháp dưỡng da an toàn 1888-337-7264. Tự tin mang đến thành công cho Justin. Kimberly xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình The Dr. Kimberly Show. Ngày hôm nay cùng trò chuyện với Kimberly và trở lại với chương trình của chúng ta, đó là chị Cathy và Hoa hậu Asia, thưa quý vị. Và một giảng viên của trường đại học, hai trường đại học về Beauty College, thưa quý vị. Chào chị Cathy ạ. Kính chào bác sĩ cũng như chào quý khán giả. Dạ, lý do mà mời chị trở lại với chương trình là vì đề tài của chúng ta, đề tài rất là phong phú, nói về nám, nói về nhăn, rồi bây giờ ngày hôm nay chúng ta trở lại với đề tài về mụn. Yeah. Thì chị thấy khi nói về mụn đó là nó ảnh hưởng đến mọi lứa tuổi, chị đồng ý không? Đúng vậy. Dạ, thì chị nghĩ rằng mụn cho cái lứa tuổi dậy thì chị có cảm nghĩ gì khi nói đến mụn cho tuổi dậy thì nó xuất hiện ở chỗ nào trên làn da, và chị có lời khuyên nào? Dạ. Yeah. Thường cái mụn nó có nhiều nguyên nhân, nhất là khi bị xáo trộn hormone, khi các em vừa cái tuổi thiên đó, cái tuổi đó thì có dễ rất là nhiều mụn, nếu chúng ta không biết chăm sóc và không biết giữ vệ sinh thì nó sẽ lây lan ra rất là nhiều. Chị có đồng ý là đôi khi người Việt Nam của chúng ta từ nhỏ, tất nhiên là người nào cũng vậy, trong gia đình nào cũng vậy, hình như bố mẹ có một cái hiểu biết như nhau á, là không muốn cho con mình dùng kem sớm tại sợ bị hư da. Chị có nghe cái đó không? Chị có đồng ý không? Thì người Việt Nam mình thì hay suy nghĩ như vậy, là con tôi nó còn nhỏ quá, tôi không muốn cho nó dưỡng da. Nhưng mà khi Kimberly nói chứ, nhưng mà như vậy đánh răng thì sao? Thì nó ô thì đúng rồi, nó đánh răng thì từ hồi nó có răng. Nhưng mà Kimberly thường xuyên nói là dạ thưa các anh chị, là hướng dẫn cho các em nó đánh răng từ hồi năm, giống như là trước khi nó có răng. Có nhiều khi nó gọi là sơ cái nếu của nó. Chứ còn nói về răng á, thì ai cũng biết là đánh răng là khi có răng, mà hoặc là trước đó nữa. Còn da thì hầu như là ai cũng nói là sợ nó hư da. Nhưng mà đến cái tuổi khoảng tuổi teen á, là bắt đầu thấy mụn nhiều ha, thì lại đến với Kimberly. Thành ra nếu chúng ta mà có những cái example nào, những cái hình nào mà về mụn á, thì chúng ta xin cho quý vị thấy là cái tuổi này là quý vị thấy không? Cô này thì mới có 13 tuổi mà đã có những cái vết thâm, là vì cô ta dạ cháu nặng nó tự sớm. Dưỡng tự chữa rồi nó để lại những vết thâm và nó dùng những cái thương hiệu mà quá mạnh đi, nó làm cho làn da này bị tổn thương, thành ra quý vị thấy những cái đỏ. Và đây là bên cạnh đó, là quý vị thấy là cái máy gọi là phân tích da, mà cái máy phân tích da này nó giúp cho quý vị, có thể giúp cho con quý vị chữa mụn được tận gốc. Tại vì quý vị nên nhớ là ai cũng nghĩ, có phải chị Cathy nghĩ rằng ngay cái T-zone là cái chỗ mà các cháu nó bị mụn không? Cái phải không? Đó là thường dầu, T-zone rất là nhiều. Nó là thường thường có mụn, những da mà hỗn hợp cũng vậy. Thường thường mụn là cái T-zone không? Nhưng mà quý vị biết không, nếu mà nói cái T-zone á, thì cũng đó là thông thường thôi. Cái đó là cái suy nghĩ thông thường. Nhưng mà bây giờ mình nhìn lại cái hình đầu tiên với cái cháu đó đi, thì mình thấy là cháu này là bị chất dầu hai bên má, tất nhiên là không phải ngay cái T-zone mà thôi. Bởi vậy chúng ta mới có cái máy phân tích da. Cái máy phân tích nó sẽ giúp ra trên làn da và cho mình biết chính xác chỗ nào mình bị dầu, mình không có cần phải chẩn đoán nữa, thưa quý vị. Tại vì nó rất là khó, giống như mình nhìn một cái bãi cỏ, mình làm sao mình biết chỗ nào thiếu nước, chỗ nào nhiều nước, phải không ạ? Thì họ cũng có cái cây, cái loại mà máy để thử mà rất là đơn giản, thưa quý vị.
quý vị thấy nó có hai cái chấu, quý vị chỉ cần rờ lên trên trán hay là hai bên má là quý vị thấy biết được là nó có chỉnh được hay chưa, và cái chỗ nào là chỗ khô và chỗ nào là chỗ nhờn. Thì đây là cái làn da của cháu này, thì happen là hai bên má của cháu đã bị dầu nhiều. Thành ra mình phải giúp cho cháu chỉnh lại và dùng kem cho thật là đúng. Mình sẽ có cái máy này nè chị đang tặng nè, để giúp cho quý vị biết được là cái chỗ nào là chỗ mà cần phải mang lại cái sự quân bình giữa nhờn với khô, balance lại cái chất dầu ở trên làn da, cộng với lại cái bộ gọi là dưỡng da cho các cháu hay là cho trên người là lớn cũng là dạ đây là trị mụn. Với cái oil control và cái pore refining, cái chỗ nào dầu là cái chỗ đó có chân lông lớn, thì quý vị nên nhớ là cái chỗ nào mà dầu thì quý vị cần phải rửa sạch bằng cái cleanser, đồng ý. Mà cái này cleanser này đặc biệt là nó sẽ vào nó ăn hết những cái chất dơ, chất dầu, mụn cám này nọ. Nhưng mà ngoài cái đó ra mình cần phải dùng cái oil control. Dạ, oil control để balance chất dầu. Dạ, ngay thường là cái chỗ T-zone, nhưng mà không có nghĩa là ngay chỗ T-zone không. Dạ, thành ra cái máy mà phân tích da đó, nếu mà quý vị thấy nó show cho mình thấy là cái chỗ hai bên má của mình dầu thì mình sẽ thoa cái kem này hai bên má luôn, thưa quý vị. Rồi còn cái pore refining nghĩa là sao? Nếu mà cái chỗ nào dầu thì mình biết cái chỗ đó có chân lông lớn thì mình cũng sẽ thoa lên để mình có thể chịu mụn được tận gốc. Chứ đừng có bao giờ assume là mình bị dầu hai bên, tức như là ngay cái T-zone, và cũng không phải là thoa cái pore ngay cái T-zone mà thôi, mà mình cần phải thoa hết những chỗ nào mà nó xuất hiện lên trên cái máy phân tích da là cái chỗ nào mà da dầu. Đó thưa quý vị, chị thấy sao rồi, chị cần nói dạ. Bác sĩ thế này, khi mà cái máy này đó nó check dầu, mụn, khô, thì cái máy check da này có những cái tín hiệu nào để mà các độc giả có thể nhìn được và biết dùng đó, cái sự hướng dẫn, cái đó dạ, là ai? Đúng rồi, nó rất là dễ dùng là vì nó xuất hiện lên bao nhiêu phần trăm dầu, bao nhiêu phần trăm khô. Đó, thành ra quý vị căn cứ theo. Và khi quý vị có được tặng cái máy này đó, thì quý vị biết là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị, và nó rất là rõ cho quý vị, rất là dễ dùng chị ạ. Và nó có hai cái đầu, quý vị cứ chấm lên trên trán, chấm lên hai bên má, rồi nó sẽ xuất hiện cái con số ở trên cái window đó chị. Đó là chị thấy là mình nhìn mình thấy là rồi mình biết rõ là mình cần phải thêm kem, hay là mình thấy ồ cái chỗ này nó chưa có được chỉnh lại hoàn hảo, thành ra lúc đó thì mình có thể thoa cho thêm kem trên cái chỗ đó. Và cái máy chị biết không, hồi nào đến giờ đó cái máy phân tích da chúng ta chưa bao giờ tặng, ta chưa bao giờ có. Bây giờ có rồi thì chị thấy sao? Quá good, tại vì có thể trị liệu ở nhà, nó save thời gian, save đồng tiền cho cho chúng ta, và hơn nữa rằng là cho các học viên có thể là chữa trị cho khách hàng rất là hữu hiệu. Dạ đúng rồi chị. Tại vì Kimberly thì khi nào cũng nói với quý vị là quý vị nên nhớ là chúng ta cần phải dùng kem tốt nè. Nhưng mà cần phải làm sao để nó đưa tận gốc cho quý vị. Đưa xuống tận gốc nghĩa là đưa xuống cái tế bào, chứ không phải nói là thoa ở ngoài. Và đôi khi quý vị nói là tôi chỉ muốn thoa dùng bộ hũ thôi. Nhưng mà quý vị nên nhớ là đôi khi bên trong cần giống như là một cái bãi cỏ mà nó úa hay là nó vàng, phải không? Thì quý vị nhìn cái vàng đó, quý vị nói tôi muốn cho nó xanh. Nhưng mà ở dưới cái vàng là cái gì? Thì dĩ nhiên là nó không có đủ nutrient, nó không có đủ vitamin. Mà nói chung đơn giản là như vậy. Thì bây giờ nó không có đủ nước, hay là nó nhờn quá hay khô quá đó trên làn da của mình, thì mình cần phải chỉnh ở dưới. Thành ra nếu mà mình không biết cái gì ở dưới thì ở bên ngoài nó xuất hiện, lúc đó là trễ quá rồi. Nó đã xuất hiện rồi, thành ra cái nhăn nó xuất hiện nè. Cái gì nữa là cái nám nè, rồi cái mụn nè. Đó, tất cả ba thứ đó là do làn da của quý vị nó khô hoặc nó nhờn mà quý vị không hề biết. Quý vị cứ thoa hết trên mặt luôn. Ví dụ như một hũ kem, mình có thể thoa chỗ này ít, chỗ kia nhiều. Nếu mà mình có làn da hỗn hợp, không, Kimberly không có nói là quý vị cần phải hai ba thứ. Ví dụ như kem dưỡng, quý vị có thể thoa nhiều cho chính mình ha, cho riêng Kimberly á, thì mình biết làn da của mình mà mình đã dùng cái máy này để gọi là chẩn đoán, và mình đã là phân tích làn da rõ rồi hai bên này. Và phân tích làn da không phải là chỉ một lần thưa quý vị, có nhiều khi theo thời tiết mỗi ngày nó mỗi khác, thành ra mình chỉ cần thoa lên, chấm lên, xong rồi coi cái độ nhờn của mình nó như thế nào. Hai bên này là mình bị dầu, bị khô,
thành ra mình sẽ thoa kem nhiều hơn. Và ngay chỗ T-zone là mình bị giàu. Mà cái T-zone của mình á, nó ra đến đây, cái chữ T á, nó mập, có người á, cái chữ T nó mập như thế này, tất nhiên là ngay trên trán. Và cái chữ T nó mập như thế này, tất nhiên là cái chỗ giàu của họ nó lấn ra tuốt ở đây. Còn có người á, cái chỗ dầu nó ra tuốt ở đây, thành cái chỗ này là khô. Nhờ cái máy phân tích da này mình mới biết đó chị ạ. Dạ, thưa chị. Hỏi bác sĩ thế này, như thí dụ như mà bây giờ các học viên, như các esthetician, thể là sử dụng cái máy này thì vấn đề chúng ta sát trùng mọi người cách thế nào vậy đó vậy bác sĩ? Dạ, thì nếu mà cái này là máy mà mình dùng cho cái máy này là mình dùng cho khách á, chứ không phải cho riêng chính mình á, mình chỉ cần rửa bằng sốt thôi, xà bông thôi ạ. Dạ, rồi thật sự là mình chỉ dùng xà bông thôi. Nhưng mà nếu mà mình khử trùng á, thì mình có thể dùng cái gọi là alcohol wipe. Alcohol. Dạ, chỉ cần như vậy thôi. Dạ, nhưng mà cái này á, là đặc biệt là quý vị có để cho quý vị tự dùng ở nhà, nó quá đơn giản. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, rất tiếc chúng ta lại hết giờ. Cảm ơn chị Cathy một lần nữa nha, đã lên chia sẻ cùng Kimberly với quý vị khán thính giả của chúng ta, của Dr. Kimberly Show. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Nhất dáng nhì da, mọi người chúng ta là đồng ý cả hai đều liên quan đến thẩm mỹ da và ngoại hình là quan trọng. Để giúp con em có tự tin và thành công trong cuộc sống, chúng ta hãy cho con em dùng Facial Kit để vệ sinh da mỗi ngày và giữ sạch chân lông và chữa mụn tận gốc. Hôm nay, mua một bộ Apogee sẽ được tặng máy Facial Kit miễn phí. Hãy gọi ngay 1-888-337-7264, 1-888-337-7264.